Xin chào các bạn nhé. Hôm nay show mình xin giới thiệu đến các bạn cái loại công tắc cảm ứng chạm TTP 224 4 phím nha các bạn. Nó rất là nhạy, chạm vào cái này là nó bật ngay. Cái này thì các bạn có thể điều khiển được bốn kiểu khác nhau bằng 4 phím này. Mỗi phím bạn điều khiển cái này các bạn này. Mình chạm vào cái nó cảm ứng này. Còn cái chế độ như nào các bạn phải xem các cái chân hàn này các bạn hàn vào. Còn mình đây là mình chỉ test sản phẩm thôi để cho các bạn thấy đây. Chạm vào sáng này, phím 2, phím 3, phím 4 này thì mình không kết nối. Cái nguồn ra này của nó đầu này là đầu dương như các bạn, cái này là ra là nguồn dương, còn các bạn cắm vào nguồn âm, nét của mình đây một đầu âm một đầu dương này, chạm vào sáng này, các bạn thấy không ạ? Cái này nó có rất nhiều cái ứng dụng tùy theo các bạn kết hợp các module với nhau như nào hay đâu, các bạn ứng dụng vào làm cái việc gì. Nếu cần công suất lớn thì các bạn phải có mạch khuếch đại công suất lên nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.